Xin chào các bạn, mình là Đức Trọng, rất vui được đồng hành cùng bản tin tuần Văn Lang News số 49. Bản tin được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang. Bản tin cung cấp những tin tức về đời sống sinh viên, các sự kiện nổi bật của Văn Lang trong suốt một tuần vừa qua. Bản tin tuần số 49 mở đầu bằng các tin vui từ các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang với các đơn vị trong nước và quốc tế. Mời các bạn cùng mình nhìn lại những hoạt động ngay bây giờ nha. Ngày 8 tháng 7 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác MOA với công ty tư vấn Nguyệt Quế Laurel Consult và biên bản ghi nhớ MOU với Viện Ngôn ngữ Quốc tế Canada. Với định hướng khuyến khích sinh viên tham gia trải nghiệm, nâng cao ngoại ngữ, Văn Lang sẽ cùng các đối tác chiến lược kiến tạo cơ hội cho sinh viên của các khoa thương mại, khoa quản trị kinh doanh và khoa quan hệ công chúng truyền thông tham dự các suất du học trao đổi tại đất nước Canada. Chúc mừng hợp tác của Văn Lang và các đơn vị. Ngày 7 tháng 7 năm 2022, trường thời trang Rasara Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Văn Lang. Hai đơn vị đã trao đổi về hệ thống trường lớp, ngành học, định hướng phát triển ngành trong tương lai của mỗi bên. Hai đơn vị đã thống nhất một số nội dung như triển khai chương trình trao đổi giảng viên, các chương trình liên kết, công nhận tín chỉ giữa hai đơn vị, đồng tổ chức các show trình diễn đồ án tốt nghiệp, các chuyên đề workshop, seminar giao lưu giữa hai trường. Văn Lang News xin chúc cho hai đơn vị sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác thành công tốt đẹp. Ngày 4 tháng 7 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang chào đón đoàn trường UNTAG Semarang, Indonesia đến tham quan và trao đổi cùng ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa luật và khoa kiến trúc. Trong chuyến ghé thăm, hai đơn vị thảo luận các điều kiện, hệ thống giáo dục của Việt Nam và Indonesia, tiến hành xây dựng một số dự án đồng nghiên cứu phù hợp cho cộng đồng giảng viên sinh viên, đồng thời đề xuất về chính sách ưu đãi, kết nối cho cộng đồng sinh viên hai bên. Tuần vừa qua, các lớp tập huấn, hội nghị, chuyên đề cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Văn Lang được tổ chức vô cùng sôi nổi. Hãy cùng mình điểm lại những tin tức đó ngay sau đây. Ngày 2 tháng 7 năm 2022, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ tổ chức thành công hội thảo quốc tế Việt Nam Symposium on Scientific Computation and Modeling với sự đồng hành của Viện Khoa học và Công nghệ tính toán và Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup. Hội thảo nhằm trình bày các hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực hóa tính toán và mô phỏng kết nối các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đồng thời trao đổi kinh nghiệm để tăng cường công bố khoa học trên tạp san quốc tế uy tín. Đây cũng là cơ hội để giảng viên và các nhà khoa học tại Văn Lang tìm kiếm các nguồn lực phục vụ hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Ngày 4 tháng 7 năm 2022, khóa học Pháp luật về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam với sự tham gia của 30 học viên khuyết tật về thị giác. Chương trình đánh dấu sự hợp tác của thầy trò khoa luật cùng chi hội CBUS yêu thương, nhánh công tác tại Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Khóa học phổ biến những nội dung về quyền lợi và nghĩa vụ của người khuyết tật, khẳng định vai trò của người khuyết tật trong đời sống xã hội. Chương trình truyền cảm hứng tích cực, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, tạo động lực học tập, nghiên cứu và giảng dạy cho sinh viên và giảng viên Trường Đại học Văn Lang, nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cuộc thi lập trình và thiết kế xe mô hình tự hành. Ngày 5 tháng 7 năm 2022, Khoa Kỹ thuật Cơ, Điện và Máy tính triển khai tổ chức khóa học tập huấn cho các bạn sinh viên khối ngành cơ, điện tử. Tại lớp tập huấn, các bạn sinh viên sẽ được học về cách dùng trí tuệ nhân tạo AI và ngôn ngữ lập trình Python để vận dụng vào việc lập trình và thiết kế xe mô hình không người lái. Sau khóa học, các bạn sinh viên sẽ đại diện Văn Lang tham gia cuộc thi lập trình và thiết kế xe mô hình tự hành quy mô cấp thành với 2 vòng thi, chạy mô hình xe tự hành bằng dữ liệu lập trình và thiết kế xe tự hành chạy trên xa hình. Văn Lang News chúc các bạn sẽ thi đấu thật tốt tại sân chơi sắp tới nha! Ngày 2 tháng 7 năm 2022, ngành thiết kế thời trang tổ chức buổi workshop với chủ đề Zero Waste is More Than Recycling, phổ biến kiến thức về phương pháp Scamper trong việc tái chế. Từ chất liệu 100% quần áo cũ, các bạn sinh viên đã tận tay thiết kế trang phục bằng việc ứng dụng những cách thức đa dạng trong phương pháp Scamper.
nguyên liệu tái chế bắt nguồn từ việc đóng góp quần áo cũ của cộng đồng sinh viên Văn Lang. Các bộ trang phục được ra mắt trong show diễn 11 AM. Buổi trình diễn sẽ được đăng tải trên fanpage Trường Đại học Văn Lang. Các bạn nhớ đón xem nha! Ngày 5 tháng 7 năm 2022, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế đã tổ chức buổi trưng bày 32 sản phẩm thiết kế sân vườn ấn tượng của sinh viên khóa 25 ngành thiết kế nội thất. Các mô hình chú trọng đến không gian xanh mát trong lành. Trong số 32 đồ án trưng bày, tác phẩm đạt điểm tối đa thuộc về công trình Claw Garden, lấy cảm hứng từ những tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Marty Severo. Các vật liệu sử dụng gắn liền với các loài thực vật như hoa sao nhái, cỏ lau, ô liu. Những đồ án sân vườn của sinh viên nội thất tạo ấn tượng bởi sự đầu tư, kỳ công, áp dụng kiến thức môn học vào thiết kế và sáng tạo các không gian xanh đẹp mắt. Xin chúc mừng các bạn sinh viên ngành thiết kế nội thất nha! Ngày 4 tháng 7 năm 2022, chương trình đào tạo đặc biệt đã tổ chức buổi talk show Honors Talk số thứ 3 với chủ đề Career Goals and Strategies với sự góp mặt của các diễn giả có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, marketing, kinh tế tài chính. Talk show là dịp để các bạn sinh viên xây dựng mục tiêu và chiến lược sự nghiệp. Từ những câu chuyện tìm kiếm nghề nghiệp thực tế từ các diễn giả, các bạn sinh viên đã hiểu hơn về những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp ngày nay, khai thác tiềm năng bản thân, định hướng và lập chiến lược lựa chọn công việc và phát triển con đường sự nghiệp phù hợp. Ngày 7 tháng 7 năm 2022, Viện Ngôn ngữ Văn Lang tổ chức talk show chủ đề Gen Z và câu chuyện môi trường. Buổi trò chuyện giúp sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng của việc phân loại rác thải và giải pháp ngăn chặn tác động của rác thải gây ô nhiễm môi trường. Tiếp nối buổi talk show, Viện Ngôn ngữ Văn Lang ký kết MOU với công ty The Green Mark Việt Nam, thỏa thuận hợp tác tổ chức các chương trình, hoạt động mang tính giáo dục về môi trường, triển khai các giải pháp xanh, mô hình giảm thải rác nhựa. Văn Lang News mong chờ những hoạt động tiếp theo sẽ được triển khai để lối sống xanh sẽ lan truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa. Ngày 3 tháng 7 năm 2022, các giảng viên bộ môn cờ vua đã phối hợp cùng câu lạc bộ cờ Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi giao lưu cùng kiện tướng cờ vua quốc tế, chào đón sự xuất hiện của hai bạn Nguyễn Hồng Anh và Bạch Ngọc Thùy Dương, hai sinh viên Văn Lang là kiện tướng với thành tích cực khủng tại bộ môn thể thao trí tuệ cờ vua. Tại buổi giao lưu, các bạn sinh viên đến từ 14 lớp giáo dục thể chất bộ môn cờ vua đã có cơ hội được tham gia giao lưu cờ đồng loạt và cờ vua vận động. Trong thời gian tới, Summer Movement sẽ có thêm nhiều hoạt động thú vị. Các bạn nhớ chờ đón nha! Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quan trọng, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục đồng hành cùng các sĩ tử trong series livestream tư vấn xét tuyển đại học. Buổi livestream tư vấn xét tuyển đại học 2022 số thứ 3 với sự tham gia của tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Văn Lang, gương mặt tận tâm đồng hành cùng các bạn sĩ tử trong nhiều mùa tuyển sinh, và thạc sĩ Lý Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ. Tại buổi livestream, các bạn sinh viên sẽ được chia sẻ kinh nghiệm cũng như nhận được những lời động viên từ các khách mời, giúp các bạn giảm áp lực thi cử. Các bạn học sinh cũng đã vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Văn Lang News chúc các bạn sẽ có kết quả thật tốt, trúng tuyển vào ngành học mình yêu thích nha. Về cái lời khuyên thì tôi cũng xin có một số cái nhắn nhủ đối với các em chuẩn bị cho cái kỳ thi quan trọng này và cái kỳ thi đối với chúng ta, và nói chung vì chúng ta cùng nhau để mà tổ chức cái kỳ thi này thì các em thấy rằng cho nó nhẹ nhàng và các em cảm thấy tự tin hơn khi bước vào cái kỳ thi quan trọng. Thì trước hết các em cố gắng là nắm hết các cái quy định của các cái bộ giáo dục đào tạo và của các cái trường mà các em vào. Cái thứ hai nữa, các em phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đầy đủ, hãy tin tưởng vào cái bản thân mình. Cái thứ ba nữa là các em cũng biết rằng tất cả các cái đề trong đề thi đều ra sát với cái chương trình mà các em học ở phổ thông. Và cuối cùng, chúc các em thành công, chúc các em tự tin hơn trong cái kỳ thi này và mọi sự tốt đẹp luôn đến với các em. Trường Văn Lang đón và chào các em trong cái năm học mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Chị Tử HK4 ơi, mấy ngày hôm nay mệt mỏi với đèn sách lắm rồi đúng không? Đoạn đường mà các bạn phải đi á, chỉ còn có vài ngày nữa thôi là đã chạm vạch đích rồi. Thì cho anh hỏi các bạn một câu hen,
là mình có cảm thấy xứng đáng không? Rồi, Thanh Vy, bà thấy là các em học sinh lớp 12 á, bây giờ học cực khổ miệt mài thì có xứng đáng hay không? Đương nhiên là xứng đáng rồi. Thì theo như các bạn thấy là ví dụ như là sau này mình nhìn lại khoảng thời gian sau mà đó mình cực khổ vất vả thì các bạn sẽ cảm thấy đúng là xứng đáng. Em nghĩ là nó rất là đáng. Tại vì khi mà các bạn đã tốt nghiệp 12, các bạn sẽ có một môi trường mới. Thì sau khi các bạn học đại học xong thì các bạn sẽ có một cái công việc ổn định, có thể nuôi sống bản thân mình. Xin anh, mình đánh đổi một năm 12 để mà mình đổi với một cái tương lai tươi sáng sau này thì rất là xứng đáng luôn. I have rapped in a program I did, a weird weekends episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I'd like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. Tôi gục ngã, nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó. I just want a little bit of peace.